Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, giờ này xin thông tri với tất cả trong môn đồ hiếu quyến, giờ này văn tập về tại phòng khách để tác bạch thỉnh tăng Quang Lâm giác lên đài để cử hành nghi lễ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ban tổ chức vào giờ phút này xin kính thỉnh Thượng Tọa Thích Lệ Cần đại diện cho môn đồ pháp quyến cũng như ban tổ chức dâng lời tác bạch cung thỉnh Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng Quang Lâm cử hành pháp sự sáng hôm nay. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cung thỉnh Chư Tôn Đức An Toàn. Nam mô đương hội đạo tràng Ta Bà Giáo Chùa Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Giáo Phẩm Hội đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Chư Tôn Giáo Phẩm Hội đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Chư Tôn Giáo Phẩm Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Gia Lai, Chư Tôn Giáo Phẩm Ban Trị Sự các tỉnh thành, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm Tân Sửu tại Chùa Bảo Nghiêm, phường Diên Hồng, thành phố Lê Cưu, tỉnh Gia Lai, diễn ra lễ tri niệm và phụng tống Kim Quang Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Viện Chú Chùa Bảo Nghiêm Tân Viên Tịch. Giờ này Chư Tôn Đức đã hiện diện nơi đạo tràng, chúng con thành kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Quang Lâm Linh Đài cử hành nghi lễ tri niệm và phụng tống Kim Quang. Duy nguyện trên Chư Tôn Thiền Đức từ hoan hỷ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Trên Chư Tôn Đức hứa khả qua lời đồng thanh niệm Phật cho rồi, chúng con thành kính đảnh lễ cúng dường nhân tâm đảnh lễ đương hội đạo tràng Chư Tôn Đức Tham A Ba. A Di Đà Phật. Cung thỉnh Chư Tôn Đức Khởi Thân Quang Lâm Đài. Ban chung khổ cùng cử lên ba hồi chuông trống bát nhã. Cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Quang Lâm mấy đạo tràng. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn truyền hóa đạo màu, tùy duyên hóa độ vô cầu, là thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh. Sáng hôm nay ban tổ chức cũng như môn đồ pháp quyến chúng con vô cùng vinh dự và xúc động khi được cung đón những bước chân an lạc của Chư Tôn Đức Trưởng Lão Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng Trị Sự, các ban ngành viện trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Đức Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành, Chư Tôn Đức
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, chư tôn thiền đức tăng ni và quý đại vị, các cấp chính quyền sở tại, quẩy dép về tây chốn nghỉ ngơi, hạt à cách cánh hướng chân trời, dung nhan đã khuất nơi trần thế, kẻ ở người đi luôn ngậm ngùi. Đức Hòa Thượng Tôn Sư của chúng con, đạo hiệu Thượng Từ Hà Hương, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, nguyên Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương, nguyên Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, viện chủ chùa Bửu Nghiêm, bậc cao tăng Phật giáo tỉnh Gia Lai, đã thu thành thị tịch chư tôn thiền đức trưởng lão Hội đồng Chứng minh Trung ương, Hội đồng trị sự Trung ương và chư tôn đức Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành. Vào giờ phút này chúng con nhận thấy chư tôn đức đang dành tiến vào trong lễ giác linh đường của nơi tôn trí tôn sư của chúng con để chứng minh cho pháp sự sáng hôm nay. Chúng con vô cùng xúc động khi được diện kiến và cung đón tôn dung của quý ngài. Miền Tây Nguyên từ nay vắng bóng, bậc chân tu trọn sống cho đời, tấm gương đức hạnh tuyệt vời, việc đời hành đạo nay vơi trọn tình. Vào giờ phút này, nơi lễ đường của chúng con đã được trang nghiêm như pháp. Trên dãy ghế thứ nhất, ban tổ chức chúng con xin được thành tâm cung nghinh Đức Hòa Thượng đạo hiệu Thượng Trí Hạ Thành, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Đức Hòa Thượng đạo hiệu Thượng Quảng Hà Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum, Đức Hòa Thượng đạo hiệu Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Đức Hòa Thượng đạo hiệu Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Đức Thượng tọa đạo hiệu Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Đức Hòa Thượng đạo hiệu Thích Từ Vân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Đức Hòa Thượng đạo hiệu Thích Tông Đạt, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Đức Hòa Thượng đạo hiệu Thích Giác Thành, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Đức Hòa Thượng đạo hiệu Thích Thanh Liên, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Đức Thượng tọa đạo hiệu Thích Tâm Mãn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Đức Hòa Thượng đạo hiệu Thích Tinh Tân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Đức Hòa Thượng đạo hiệu Thích Trúc Thọ, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định. Và chúng con đồng kính thỉnh chư tôn đức trưởng lão Hòa Thượng, chư tôn đức giáo phẩm thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành, chư tôn đức thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đồng an toàn trên dãy ghế chứng minh. Từ trên nhìn xuống bên tay trái, chúng con xin cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng theo thứ đệ hạ lạp đồng an tọa. Từ trên nhìn xuống theo phía tay phải, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức ni trưởng ni sư, chư tôn đức ni theo thứ đệ hạ lạp đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ phút này, cho phép ban tổ chức chúng con được
ổn định đạo tràng trong vài phút để đạo tràng sáng hôm nay được diễn ra trang nghiêm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ phút này chính thức đi vào buổi lễ, chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Thích Giác Tịnh hoan hỷ dẫn chương trình chính thức sáng hôm nay. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể hội chúng, để chính thức bắt đầu đi vào chương trình lễ truy niệm và phụng tống Kim Quang Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Từ Hương, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ai, nguyên Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội, nguyên Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ từ năm 1998 cho đến năm 2012, Viện chủ Chùa Bửu Nghiêm, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh quý Ngài cùng toàn thể hội chúng đồng khởi thân niệm Phật cầu gia bị. Chúng con thành kính cung Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Thạnh, viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, khởi xướng pháp âm niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Chư tôn thiền đức cùng tất cả hội chúng đồng an tọa. Xin tất cả môn đồ pháp quyến đồng quỳ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn đức giáo phẩm chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư giáo phẩm Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức tăng ni, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành, chư tôn đức tăng ni, ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai, chư tôn đức trong tông môn pháp phái, kính thưa quý vị lãnh đạo các cấp chính quyền tỉnh Gia Lai, thành phố Pleiku, địa phương phường Diên Hồng, cùng toàn thể đồng bào Phật tử các giới. Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý liệt vị, đất Gia Lai mây sầu ảm đạm, trời lấy cu sương phủ màu tan, môn phong tứ chúng bàng hoàng, khóc thương tiễn biệt tôn sư lìa trần. Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Từ Hương, bậc tôn túc trong hàng giáo phẩm chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng là bậc giáo phẩm trụ cột của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, đạo cao đức trọng, là người con ưu tú của đất nước, là bậc thầy cao cả của môn đồ pháp quyến, giới đức kim ưu, đạo phong trác tuyệt. Hơn 93 năm hiện hữu ở cõi trần, gần 70 năm hành đạo,
Hòa Thượng đã hiến dâng cuộc đời mình một cách trọn vẹn cho đạo Pháp và dân tộc. Với hoài bão thiêng liêng của bậc xuất trần thượng sĩ, Ngài đã dành hết tâm huyết để gây dựng ngôi nhà Phật Pháp, trùng hưng tam bảo và phụng sự chúng sanh. Trong bất cứ giai đoạn nào, dù thế sự có thịnh suy thăng trầm, Hòa Thượng vẫn một dạ sắc son với lý tưởng giải thoát và chí nguyện độ sanh tha thiết của mình. Dù đến những giây phút cuối cùng của kiếp sống phù du, Ngài vẫn luôn hướng về hàng hậu lai, khai mở tâm trí, ân cần phó chúc. Hòa Thượng là tấm gương hòa ái khiêm cung mà nghìn sâu vẫn mãi sáng ngời. Khi Pháp Lục Hòa còn là suối nguồn nuôi dưỡng mạng mạch tăng thân, tấm gương vị nhân hoằng pháp trong ngần, không chấp nê ngôi cao bỉ thử. 93 năm đi qua cõi trời ngũ trược, Ngài là dòng sông vượt bao thác ghềnh để về với biển giác nhiệm màu, cũng là dòng sông mang hương sắc thanh lương cho vạn loài hữu tình tấm mát. Người đã tạo dựng bao công đức cho đời, cho đạo, không từ gian lao, chẳng nề khó nhọc. Những tượng báo thân của Ngài sẽ mãi mãi còn trụ thế, làm thạch trụ tòng lâm cho tứ chúng tựa nương. Nào ngờ một sớm vô thường, ngày mùng 7 tháng 3 năm Tân Sửu, Ngài đã hòa vào trong lời kinh huyền diệu, tiếng bát nhã rền vang. Ngài đã xả bỏ phàm thân, thể nhập chơn thân thường trụ. Quẩy ai chốn nghiệp, ẩn phương trời, huyễn thân để lại nơi trần thế, thanh thoát canh trường, nhẹ gót sen. Vẫn biết thế gian là cõi mộng, tử sanh ấy là chốn lầm mê, niết bàn là chân chánh, cảnh Phật kia mới là cõi đi về. Thế nhưng sự ra đi của Ngài đã tạo nên sự tổn thất lớn lao cho giáo hội Phật giáo Việt Nam, gây cảm xúc bàng hoàng trong tâm trí của tăng ni Phật tử, đồng bào các giới Phật giáo tỉnh nhà, cũng như tông môn pháp phái và tứ chúng đệ tử. Ươm màu đạo sắc trần gian, người đi hoa nở ngập tràn lối xưa. Sáng hôm nay, ngày 11 tháng 3 năm Tân Sửu, tại chùa Bửu Nghiêm, nơi Ngài trùng kiến và trú trì suốt mấy mươi năm, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, cùng môn phong pháp phái và tứ chúng đệ tử, long trọng tổ chức lễ truy niệm và phụng tống kim quang về nơi đất tổ, nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa Quan Âm, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đó là lý do của buổi lễ sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, vị về chứng minh dự lễ truy niệm sáng hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện quý báu của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Thạnh, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai. Cung kính giới thiệu Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Kon Tum. Cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Từ Vân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai.
cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thông Đạt, chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai. Cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Giác Thành, chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai. Kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Tâm Tường, chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai. Cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thanh Liên, chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai. Cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Tâm Mãn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Phó Ban Thường trực điều hành tang lễ. Cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thanh Tân, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Chúc Thọ, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định. Và chúng con cũng xin cung kính giới thiệu Chư Tôn Giáo Phẩm, lãnh đạo thường trực các ban ngành Trung ương, Chư Tôn Đức Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành, Chư Tôn Đức Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, các huyện thị trong tỉnh, Chư Tôn Đức Tăng Ni trú trì các cơ sở tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, cùng toàn thể Chư Tôn Tăng Ni đã quang lâm về dự lễ truy niệm sáng hôm nay. Về phía chư vị đại biểu lãnh đạo chính quyền, ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính giới thiệu ông Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, ông Hồ Hải Tần, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai, ông trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tây Cô, bà Trần Thị Hồng Nguyệt, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng, ông Đào Nam Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận phường Diên Hồng. Cùng lãnh đạo các cấp chính quyền, mặt trận, ban ngành, đoàn thể, địa phương sở tại, ban tổ chức giới thiệu quý vị phóng viên các báo đài và đông đảo đồng bào Phật tử về tham dự lễ truy niệm và phụng tống Kim Quang sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch Chư Tôn Đức, thưa toàn thể quý vị. Một mai thân xác tiêu tan, danh thơm vẫn ở thế gian muôn đời. Pháp lòng lòng sáng ngời, chiếu soi pháp giới rạng ngời chân như. Dẫu biết rằng cuộc đời huyễn mộng, nhưng Bồ Tát vẫn vì hạnh nguyện vào đời độ sanh, ngũ uẩn vốn dai không, nhưng tâm nguyện tu hành tha thiết. Từ khi dấn thân vào đạo pháp, cuộc đời của cố trưởng lão như một bức tranh tuyệt mỹ, đạo đời viên dung, mượn huyễn tướng để trở về chân tướng, nương báo thân để chứng nhập pháp thân. Giờ phút này chúng con cung kính thành tâm bái thỉnh trưởng lão Hòa Thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum, cung tuyên tiểu sử cố trưởng lão Hòa Thượng. Chúng con thành tâm bái thỉnh. Ban tổ chức chúng con xin cáo lỗi. Chúng con xin bái thỉnh Đức trưởng lão Hòa Thượng Thích Huệ Thông. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính bái bạch trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Thạnh, thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Đức thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai.
Kính bái bạch Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Đức, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính bạch Chư Tôn Đức ban tổ chức lễ tang, thưa toàn thể quý vị khách quý, thay mặt ban tổ chức xin phép được cung tuyên tiểu sử cố trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương. Thân thế Hòa thượng Thích Từ Hương, thế danh Nguyễn Mạnh Trừng, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1928 tại thôn Vĩnh An, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, trong một gia đình phú nông. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Tim, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Chai, pháp danh Nhật Can. Từ lúc ra đời cho đến năm 1954, Hòa thượng ở lại quê nhà theo học tiểu học và sinh sống tại địa phương. Về xuất gia tu học và hoằng pháp, tháng 12 năm 1955, Hòa thượng xuất gia tại Linh Quang Tịnh Xá, Sài Gòn với trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Ứng. Sau 4 năm tu học tại Sài Gòn, đến năm 1958 về cầu pháp với Hòa thượng Như Cầu, chùa huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Hòa thượng được bổn sư cho pháp danh là Nhật Sanh. Từ năm 1958 đến 1965, Hòa thượng tu học tại địa phương theo học lớp gia giáo ở các chùa trong huyện. Năm 1959, xây dựng chùa Vạn An, thôn Vĩnh An, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Vì nhu cầu Phật sự tại Cao Nguyên, năm 1965, Hòa thượng lên Gia Lai nhận chức trú trì chùa Bủ Minh, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku. Đến năm 1966, được ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất điều động về trú trì chùa Bủ Nghiêm. 1968, Hòa thượng thọ tỳ kheo tại giới Đại Giới Đàn, chùa Long Khánh, Quy Nhơn, Bình Định, do trưởng lão Hòa thượng Phúc Hậu, tổ đình Từ Quang, Đá Trắng, tỉnh Phú Yên làm đàn đầu. Năm 1971 đến 1973 đảm nhiệm phụ tá đặc huấy tăng sự ban đại diện Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Pleiku. Năm 1973 trú trì chùa Bụ Thắng thuộc tỉnh hội Phật giáo Pleiku. Đến năm 1974, Hòa thượng về lại chùa Bủ Minh, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku. Đến năm 1976, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Pleiku lại điều động Hòa thượng về trú trì chùa Bủ Nghiêm. Cho đến năm 2009, Hòa thượng được đề cử Đại Đức Thích Quang Phúc làm trú trì chùa Bủ Nghiêm, và Hòa thượng Quang Hỷ đảm nhiệm viện chủ của chùa Bủ Nghiêm. Trong thời gian làm trú trì chùa Bủ Nghiêm, Ngài đã 4 lần tổ chức trùng tu xây dựng lớn vào các năm 1987, 2002, 2007 và 2011 để ngôi chùa có diện mạo trang nghiêm, uy hoàng, tráng lệ như ngày nay. Từ nhiệm kỳ 1 và nhiệm kỳ lưu nhiệm từ 1983 đến 1989, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai Kon Tum, Hòa thượng được suy cử là ủy viên Ban trị sự. Năm 1990, Hòa thượng được Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủy nhiệm làm trưởng ban vận động tái lập Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai. Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ năm 2002-2007 được tấn phong lên hàng giáo phẩm thượng tọa. Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2 và nhiệm kỳ 6, Hòa thượng được suy cử vào ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đảm nhiệm trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai 3 nhiệm kỳ từ năm 1998 đến 2012. Để ghi nhận và tán dương những đóng góp của Ngài đối với Đạo Pháp và Giáo hội, tại Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 6, 2002-2007, Ngài đã được Đại hội tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa thượng, giới sư trong các đại giới đàn.
Năm 2004, Hòa Thượng được cung thỉnh làm giáo thọ A Xà Lê tại Đại Giới Đàn Huệ Chiếu, chùa Long Khánh, Quy Nhơn. Năm 2010 và 2015, Hòa Thượng được cung thỉnh làm Yết Ma A Xà Lê tại Đại Giới Đàn Cam Lộ do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai tổ chức tại chùa Minh Thành, Pleiku. Tham gia công tác xã hội, Hòa Thượng tham gia Hội đồng Nhân dân thị xã Pleiku nhiệm kỳ 1994-1998. Tham gia Ủy viên Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai hai nhiệm kỳ từ năm 94 đến 2003. Về khen thưởng, với công đức to lớn của Hòa Thượng đã cống hiến cho đạo pháp và dân tộc, đã được Chủ tịch nước tặng huân chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội và các bằng khen quân huy chương cao quý khác. Về sự nghiệp khai sơn và giáo hóa đồ chúng, về mặt hành đạo, Hòa Thượng luôn năng nổ hoạt động giáo hóa chúng sinh. Ngài đã tạo duyên khai sơn các chùa, chùa Linh Bố, huyện Chư Phư, chùa Tự Quang, huyện Đức Cơ, chùa Bộ Pháp, huyện Chư Prong, chùa Văn Thù, huyện Ai Giai, chùa Bủ Lâm, huyện Chư Prong, chùa Khánh Hưng, huyện Ai Rai, chùa Bủ Minh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đệ tử, đệ tôn tổng cộng 94 vị. Đệ tử tăng tiêu biểu gồm có Hòa Thượng Thích Đồng Trí, nguyên trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kon Tum, Thượng tọa Thích Giác Tâm, Thượng tọa Thích Quang Phúc, Đại Đức Nhuận Đạo, Quang Trường, Quang Thuyết, Quang Trưởng, Quang Hướng, vân vân. Đệ tử ni tiêu biểu gồm có các sư cô, ni sư cô Thích Nữ Minh Kiều, Thích Nữ Tịnh Tâm, Thích Nữ Quang Thuần, Thích Nữ Minh Trang và Thích Nữ Quang Phụng. Từ 24 tháng Giêng đến ngày 11 tháng 2 năm Tân Mão, tuy đã niên cao lập trưởng, Ngài cũng phấn chấn tinh thần theo phái đoàn Chư Tôn Đức Tăng Ni lên đường đi chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ, Nepal và thăm viếng Phật tích Thái Lan. Thời kỳ bệnh duyên và duyên tịch, tuy Hòa Thượng niên cao lập trưởng nhưng tấm lòng vì đạo không bao giờ nghỉ ngơi. Ngài thường xuyên đi đây đó thăm hỏi khuyến tấn hàng tăng ni đệ tử và các Phật tử tại gia. Tuy sức già, người cũng đủ sức khỏe đến đâu cũng được sự giáo huấn tăng tín đồ Phật tử của mình. Cảm nhận được sanh diệt là quy luật, sau thời gian lâm bệnh ngắn, Ngài đã thu thần thị tịch vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 7 tháng 3 năm Tân Sửu, trụ thế 93 năm, hạ lạp 53 năm, để lại cho môn đồ Pháp Quyến nói riêng, Phật giáo đồ toàn quốc nói chung một niềm tiếc thương vô hạn. Than ôi, hạt vàng vẫy cánh xa khơi, mây sầu vương động mấy dòng lệ rơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính niệm ơn Đức Hòa Thượng, kính bái thỉnh Ngài hồi quy bản vị an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý Ngài, kính thưa liệt quý vị, giữ gìn tông phong tốt đời đẹp đạo giữa lòng nhân gian. Công đức của cố trưởng lão Hòa Thượng suốt một kiếp người đã cống hiến và phụng sự cho đạo pháp quả thật rất lớn lao. Đối với đời, Ngài là công dân mẫu mực. Đối với đạo, Ngài là bậc mô phạm của chốn thiền môn. Những công tác Phật sự giáo hội đưa ra, Ngài đều nhiệt tâm vuông tròn mỹ mãn để tưởng niệm sự nghiệp hành đạo sáng ngời của bậc chân tu. Hội đồng trị sự Trung ương có điếu văn cảm niệm. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh trưởng lão Hòa Thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội tỉnh Kon Tum, thay mặt
Hội đồng trị sự Trung ương có đôi lời cảm niệm điếu văn trước giác linh đài. Ở phút này chúng con cung thỉnh chư tôn thiền đức cùng toàn thể hội chúng đồng khởi thân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Phóng Quang Tiếp Độ. Nam mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Truyền Giáo Truyền Luật Các Thời Kỳ Lịch Đại Tổ Sư Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch Đức Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bái bạch Hòa Thượng Thích Trí Thạnh, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bái bạch Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch, Phó Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tất cả quý vị trong Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam văn phòng 2 đã đến tham dự. Kính thưa ban tang lễ của Hòa Thượng Thích Từ Hương tại tỉnh Gia Lai, kính thưa chư vị trong môn đồ pháp quyến của Hòa Thượng Thích Từ Hương, được thừa lệnh của chư tôn túc Hòa Thượng Thượng Tọa trong văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi Thích Quảng Xá, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tuyên đọc lời tưởng niệm giác linh của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Từ Hương của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn túc Hòa Thượng, chư tôn Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng trong Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam văn phòng 2, chư vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong tỉnh Gia Lai cùng môn đồ pháp quyến. Trước khi cử hành lễ cung tống Kim Quang Đại Lão Hòa Thượng nhập Bảo Tháp, nơi an nghỉ ngàn thu của Trần Thế, chúng tôi xin được thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai và Tăng Ni Phật tử có đôi lời tưởng niệm. Kính bạch giác linh Hòa Thượng, hơn 93 năm hiện cõi trần, tùy duyên đại sĩ hiện chân thân, hồng trần nhẹ gót trong phương tiện, ứng xử tùy duyên đã phi nguyện, tùy thuận đến đi theo duyên hiện, niết bàn sanh tử tánh bản nhiên. Giáo hội kính ghi công đạo hạnh, thế gian hèn lưu bóng chân ngân, nhớ giác linh xưa từ chân tánh hiền thân đại sĩ, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần, nước sông con theo thao dòng Phật thủy, xứ phù Mỹ gió quyện mây từ. Hòa Thượng vốn sẵn có duyên lành nên đã phát chí xuất gia trần, trốn Sài Thành
tìm đạo xuất gia, linh quang tịnh xá, nêu cao chí cả. Đường giải thoát lăng lăng nhẹ gót, vượt trần gian siêu thoát luân hồi. Bỏ ngoài ngàn dặm lòng tham dục, để lễ hiền vi mãi ở trong. Trong những ngày đầu xuất gia tu học, Đại Lão Hòa Thượng đã tinh cần, tinh tấn, công phu công quả và tham học các lớp gia giáo với các bậc tôn túc. Theo luật Phật định kỳ, Đại Lão Hòa Thượng được bốn sư cho đăng đàn thọ đại giới. Kể từ đó, ngôi Tam Bảo tôn kế vị, giới thân huệ mạng trang nghiêm từ đây. Ngài thực sự dự vào hàng Tăng Bảo là sứ giả Đức Như Lai với trọng trách thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Trên bước đường phụng sự đạo pháp, Đại Lão Hòa Thượng đã tham gia nhiều công tác Phật sự tại địa phương, từ việc phụ tá đặc ủy tăng sự ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Pleiku vào những năm 1971 đến 1973, khi nước nhà thống nhất Bắc Nam sum họp, Đại Lão Hòa Thượng đã góp phần viết nên trang sử mới sáng ngờ cho Phật giáo Việt Nam, góp phần xây dựng thành công ngôi nhà thống nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Gia Lai, Kon Tum trong những ngày đầu của lịch sử. Đoàn kết thật sự trong lòng dân tộc, thể hiện trọn vẹn tinh thần nguyện vọng thống nhất Phật giáo Việt Nam của tăng ni Phật tử cả nước trong suốt 2000 năm lịch sử truyền thừa. Khi Tỉnh hội Phật giáo Gia Lai Kon Tum được thành lập, Đại Lão Hòa Thượng đã tham gia ban trị sự với chức vụ ủy viên liên tiếp trong nhiều nhiệm kỳ. Đến khi chia tách tỉnh theo địa lý hành chánh, Đại Lão Hòa Thượng được cử làm trưởng ban dân vận tái thành lập ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai và đảm nhiệm cương vị trưởng ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Gia Lai liên tiếp trong 3 nhiệm kỳ từ năm 1998 đến năm 2012. Từ năm 2012 đến nay, Đại Lão Hòa Thượng được cung thỉnh lên ngôi vị chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai. Để tôn vinh công đức đóng góp cho đạo pháp, Đại Lão Hòa Thượng đã được Đại hội Phật giáo toàn quốc suy cử vào ủy viên hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 5 và nhiệm kỳ 6 2002 đến 2012. Khi niên cao lập trưởng, Đại Lão Hòa Thượng đã được Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 8, lần thứ 9 suy cử tôn ngôi vị thành viên hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đến ngày về cõi Phật. Trên cương vị ủy viên hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự, ủy viên ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, rồi đến thành viên hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại Lão Hòa Thượng đã thể hiện trọn vẹn tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi, hộ quốc an dân, đẹp đời tốt đạo. Giống trống lôi âm vang rền tiếng pháp, nêu cao gương uy mãnh,
giữa rừng tà, Đại Lão Hòa Thượng đã vận dụng tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, truyền trì đạo mạch Phật Pháp một cách trong sáng và tích cực qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử, làm cho Phật giáo tỉnh Gia Lai trang nghiêm vững mạnh trong lòng của giáo hội. Bằng thân giáo, khẩu giáo, ý giáo, ân đức uy nghiêm, Đại Lão Hòa Thượng đã được cung thính vào ngôi vị giáo thọ Yết Ma A Xà Lê của các giới đàn do Ban trị sự tỉnh Bình Định, tỉnh Gia Lai tổ chức. Với đức tính vị tha vô ngã, nhiếp hóa mọi người, Đại Lão Hòa Thượng đã làm cho những tăng ni Phật tử hữu duyên phấn khởi tín tâm, tu hành tinh tấn, vững bền đạo nghiệp, tiến bước trên đường giải thoát. Dù ở cương vị nào, Đại Lão Hòa Thượng cũng luôn luôn thể hiện tinh thần đạo pháp, nghĩa đồng đạo, đồng môn, đoàn kết, hòa hợp trong tinh thần người con Phật. Qua hơn 50 năm đóng vào trong vai trò lâm thượng của Phật Pháp, mô phạm chốn tầng lâm, Đại Lão Hòa Thượng đã đăng đàn thuyết pháp, thí giới khai tâm, phát huy huệ mạng từ giới đàn, Phật tử xa gần, trang hòa giới đức, giới thể trang nghiêm, tín tâm kiên cố, đạo pháp được tinh chuyên và đã trở thành những pháp khí đạo thừa, hành truyền đạo cả, tốt đời, đẹp đạo, trang hòa trong lòng dân tộc. Trên ý nghĩa trang nghiêm ngôi Tam Bảo là trang nghiêm tịnh độ tại thế gian, Đại Lão Hòa Thượng đã đầy đủ thiện duyên khai sơn chùa Linh Hữu, chùa Từ Quang, chùa Bửu Tháp, chùa Văn Thù, chùa Bửu Lâm, chùa Khánh Hưng, chùa Bửu Minh, nhất là Đại Lão Hòa Thượng đã nỗ lực trùng tu chùa Bửu Nghiêm, trang nghiêm tú lệ, xứng đáng là chốn tổ của tầng lâm và cơ sở của giáo hội tại địa phương. Thế nhưng tưởng trên bước đường phụng sự đạo pháp, phục vụ cho chúng sanh, Hòa Thượng còn tiếp tục lâu hơn nữa để làm thiền đăng định hướng cho giáo hội, làm bóng cây đại thọ che mát cho tăng ni Phật tử giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo tỉnh Gia Lai. Nào ngờ đâu Đại Lão Hòa Thượng đã an nhiên thu thần viên tịch, sau một thời gian thần tử đại theo duyên tăng giảm, Đại Lão Hòa Thượng viên tịch là một sự mất mát lớn lao đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam, giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai, môn đồ pháp quyến và tăng ni Phật tử. Nói chung, sự mất mát này chúng tôi cũng như tăng ni Phật tử giáo hội Phật giáo Việt Nam không sao tìm lại được trong cuộc đời nhân thế còn kiếp hiện tại. Hỡi ơi, người xưa nay đã còn đâu, chỉ còn mây bạc lòng sầu tiếc thương, ra vào lòng dạ vấn vương, bóng hình đại sĩ muôn phương một màu. Trên tinh thần sắc tướng vốn không, mượn cảnh huyễn độ người như huyễn, từ sanh nào có khác gì, nương thuyền từ cứu độ kẻ trong mê, nên Đại Lão Hòa Thượng đã đến và đi tự tại như cánh nhạn trong không, bóng trăng in đáy nước. Quả thật trái thân tâm phụng sự cõi trần,
trần duyên mai một pháp thân sáng ngời. Hôm nay trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt này, cố đại lão hòa thượng duyên đã mãn trong pháp giới vô biên, đại lão hòa thượng đã ngao du tự tại, vận thần thông đoạn người cứu liên đài, xả báo thân chứng nhập pháp thân, siêu tịnh độ không rờ uế độ. Giờ đây trước giác linh đại lão hòa thượng, chúng tôi trong hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai là những người bạn đồng hành đồng sự pháp lữ đại thừa trong chánh pháp, xin nguyện tiếp tục xây dựng và phát triển trang nghiêm vững mạnh ngôi nhà giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh Gia Lai trong lòng dân tộc, nơi thế giới niết bàn vô tung bất diệt. Giác linh đại lão hòa thượng hãy ngao du tự tại, nơi bảo tháp chùa Quan Âm nhục thân đại lão hòa thượng thì an nghỉ nghìn thu in bóng, mạnh hình hài lòng lộng tựa hư không, sẽ sống mãi trong lòng pháp lữ, trong tư duy cùng pháp giới chân như. Xin bái biệt đại lão hòa thượng Thích Từ Hương, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. Chúng con kính niệm ân Đức Hòa Thượng, giờ này cung thỉnh Ngài hồi quy bản vị, cung thỉnh chư tôn thiền đức cùng hội chúng đồng an tọa. Giờ này kính thỉnh môn đồ pháp quyến đồng khởi thân đảnh lễ chư tôn đức. Nhưng tâm đảnh lễ hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng ni tam ma bái. Sau khi đã đảnh lễ chư tôn đức xong, kính mời toàn thể môn nhân pháp quyến đồng quỳ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị. Trước linh đài trầm hương quyện tỏa, nét tâm hương phản phất phù vân. Ngôn ngữ nào chở hết đau thương, xót xa nào với dòng lệ thảm. Ngài ra đi là một sự tổn thất to lớn giáo hội Phật giáo tỉnh nhà. Từ đây ngôi thạch trụ Tòng Lâm khuất đi bóng hình đại sĩ, ban trị sự cùng tăng ni Phật tử mất đi điểm tựa. Nhớ đến công hạnh siêu vời, thanh cao mà giản dị, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai có điếu văn tiễn biệt. Giờ này chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Tâm Mãn, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội, Phó trưởng ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Phó trưởng ban Thường trực điều hành tang lễ, đối trước giác linh đài cung tuyên cảm niệm điếu văn. Chúng con thành tâm bái thỉnh Thượng tọa. Chúng con xin sám hối vì có sự ủy nhiệm của Thượng tọa Thích Tâm Mãn. Giờ này chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Trí Thanh tuyên đọc điếu văn của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai. Chúng con kính bái thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, ban trị sự các tỉnh, thành, huyện, thị. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Kính bạch chư tôn đức môn nhân pháp quyến. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể Phật tử xa gần, thay mặt cho ban trị sự
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai xin cung tuyên lời tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Tử Hương, thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, viện chủ chùa Bửu Nghiêm. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Phật tử xa gần, hôm nay ngày 22 tháng 4 năm 2021, nhằm ngày 11 tháng 3 năm Tân Sửu, toàn thể tăng ni Phật tử tỉnh Gia Lai vô cùng kính thiết trước sự ra đi của bậc chân tu đức độ, lãnh đạo tinh thần Phật giáo tỉnh nhà. Trong giờ phút trang nghiêm sẽ đi vào thiên thu này, trước khi cung tống kim quang Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp, chúng tôi xin thay mặt Ban trị sự, tăng ni và Phật tử tỉnh Gia Lai có đôi dòng tưởng niệm kính dâng lên giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng, ngưỡng mong giác linh niệm tình chứng giám. Kính bạch giác linh Trưởng lão Hòa thượng Tân Viên Tịch, mây trời phù mỹ còn in bóng, nguồn nước biển hồ mãi mênh mông, Gia Lai đất mẹ tình chẳng đoạn, Bình Định quê cha nghĩa vẹn tròn, Mỹ Phong chùa cũ nghìn thu ấy, Bửu Nghiêm hình bóng vẫn thông dong, Giáo hội kính ghi gương đạo hạnh, Tông sư Phật tử mãi ghi lòng. Hòa thượng vốn từ chân tánh hiện thân đại sĩ, giữa phạm trần không nhiễm hồng trần, xuất thân từ nhà lễ giáo Gia Phong, nhân Phật chủng quyết tự thân các ái, chí xuất trần dũng mãnh nên khó khăn không ngại, chốn thiền môn xuất gia theo chân lý huyền vi, nguyện nối gót ân sư đi về bảo sở, đường giải thoát thông dong nhẹ bước, chốn trần gian nguyện vượt thoát từ đây, bỏ ngoài ngàn dặm lòng tham đắm, dù ngọn gió lợi danh vơi bủa muôn trùng, quyết một lòng thẳng tiến về cõi chân không, vượt tam hữu ung dung nơi vô trụ. Trên bước đường tu thân học đạo, dù lắm gian nan, dù bao chướng duyên vây bủa, nhưng nhờ lấy Bồ Đề tâm làm thuyền nên luôn sông lướt trước phong ba bão. Tuy bão tố bác phong không ngại nổi lên thử thách, người ngược dòng sanh tử. Nhớ giác linh xưa nơi ngũ trược hiện thân đại sĩ, chốn hồng trần không nhiễm hồng trần, vốn túc duyên cắt ái từ thân, nương diệu pháp bao la vô trụ, khêu rèn trí tuệ từ nay, hoa từ bi rải bàn tay nhiễm màu, chơn hương nhầm thẩm ân sâu, tông môn đệ tử ân sâu phụng thờ, thấm nhuận lời dạy tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức suốt thời gian hơn 50 năm thừa hành Phật sự, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh tại nhiều nơi, từ Bình Định, Lâm Đồng đến Gia Lai là nơi trú chân lâu nhất. Hòa thượng đem hết tâm huyết làm cho Phật pháp được sương minh khắp nơi trong tỉnh nhà, làm cho ánh sáng đạo vàng ngày càng sáng tỏ, không hổ thẹn trưởng tử Như Lai, không phụ ân đức cao dày Tam Bảo, làm cho đèn thiền ngày thêm sáng tỏ giữa trần gian u tối đau thương. Thuyền tế độ xuôi dòng Phật thủy, nước từ bi dập tắt lửa si mê, đưa mê nhân khỏi ba đường lưu lạc, giúp chúng sanh vượt thoát cõi phiêu linh. Báo ân tổ đức, Hòa thượng tinh cần vun bồi tổ ấn, tiếp dẫn hậu lai, tạo thuận duyên cho nhiều đệ tử trên đường tu học,
phục vụ giáo hội và xã hội. Trong cuộc đời hành đạo, Hòa Thượng đã hóa độ nhiều đệ tử xuất gia và tại gia. Đối với bốn chúng, Hòa Thượng lấy giới đức trang nghiêm thanh tịnh, dắt diều, lấy thận khẩu giáo, độ kẻ sơ tâm. Chính đức độ của Hòa Thượng cảm hóa nhiều người, giúp họ phát tâm Bồ Đề, trở thành những Phật tử chân chính, hộ trì Tam Bảo đắc lực trong hiện tại. Công ơn giáo dưỡng của Hòa Thượng chúng mãi ghi lòng. Hòa Thượng không nói nhiều về tinh tấn, nhưng sinh hoạt thường nhật của Hòa Thượng luôn tinh tấn. Hòa Thượng không nói nhiều về từ bi hỷ xả, nhưng việc làm của Hòa Thượng tràn đầy từ bi hỷ xả. Hòa Thượng không nói nhiều về vô ngã vị tha, nhưng cuộc đời của Hòa Thượng là vô ngã vị tha. Hòa Thượng không là giảng sư, nhưng cuộc đời của Hòa Thượng là bài pháp sống động và sâu sắc. Hòa Thượng không là giá trị sư, nhưng cuộc đời của Hòa Thượng làm lợi lạc cho bao kẻ còn người mất. Thật là đem chí nguyện hoàn truyền Phật đạo, khéo lấy thân khẩu giáo độ người, nghìn thu tổ ấn rạng ngời, ân sâu Tam Bảo muôn đời không quên. Giới như trăng tràn đầy tỏa sáng, đức viên dung như án mây tờ, hương bay đi khắp nơi nơi, danh thơm để lại muôn đời không phai. Đối với giáo hội, nối tiếp truyền thống 2000 năm Phật giáo Việt Nam, noi gương các bậc tổ sư, chư tôn đức tiền bối trang nghiêm giáo hội lợi lạc vạn sanh tại cao nguyên Gia Lai, Hòa Thượng đã có mặt tại đây hơn 50 năm cùng hòa mình và chứng kiến những bước thăng trầm của Phật giáo Gia Lai, nên ý thức được bổn phận và trách nhiệm của một sứ giả Như Lai trong lòng giáo hội. Trong thời gian hành đạo tại tỉnh nhà, Hòa Thượng phụ trách các chức vụ trụ trì chùa Bửu Thắng, Bửu Nghiêm, Bửu Sơn, Bửu Minh, phụ tá đặc biệt tân sự, phó ban đại diện giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Pleiku. Từ khi nước nhà độc lập thống nhất, giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, Hòa Thượng là ủy viên ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai Kon Tum. Với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, xây dựng giáo hội, tuy tuổi già, sức yếu, nhưng được sự tin tưởng và tín nhiệm của giáo hội trung ương cũng như tăng ni Phật tử tỉnh nhà, Hòa Thượng nhận trách nhiệm vận động thành lập tỉnh hội Phật giáo Gia Lai sau một thời gian bị ngưng trệ, đồng thời tham gia các hoạt động đoàn thể xã hội một cách tích cực. Hòa Thượng đảm nhiệm các chức vụ trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, thành viên hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam. Công đức và hành nguyện của Hòa Thượng, Phật giáo Gia Lai vô cùng trân trọng. Công hạnh như thế, nhưng Hòa Thượng luôn tâm niệm hành tướng chỉ là phương tiện, giải thoát mới là điểm đích trên hết. Thật là trăng bát nhã chờ thuyền không hẹn, bến lăng già đợi khách vô tung. Thõng tay cài đôi cánh cửa tùng, cõi không tịnh an nhiên vô động. Tưởng rằng với tâm nguyện phụng sự đạo pháp, nhiếp hóa chúng sanh như vậy, Hòa Thượng còn chấn tích cõi nhân gian, hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh, làm chỗ nương tựa cho Phật giáo tỉnh nhà, lấy đà vững bước làm bóng mát che rợp cho tứ chúng trong thế giới nhiễu như. Nào ngờ đâu hóa thân đã mãn, dương hóa độ từ đây dừng gây tích, theo tổ sư quậy dép hướng trời Tây. Tứ chúng đớn đau nhìn hạt vàng khuất mờ chân trời diệu hữu, nào tìm đâu hình ảnh của Hòa Thượng trong cuộc đời nhân thế hữu hạn này. Song công hạnh của Hòa Thượng với đạo pháp và quê hương vẫn còn lại mãi hoài trong lòng giáo hội và tăng ni Phật tử Gia Lai. Cho hay muôn đời mây trắng vẫn bay,
nghìn năm vẫn mãnh trong này xa xưa. Người đi thăng lạnh ca xa, sương mờ tích trưởng xót xa mãi còn. Kính bạch giác linh hòa thượng, trong giờ phút thiên thu vĩnh biệt này, ban trị sự tăng ni Phật tử tỉnh Gia Lai cùng các pháp hữu kính mong giác linh hòa thượng vân du tự tại trong thế giới vô biên, đoan nghiêm ngự tọa bảo liên đài, báo thân đoạn xã nhập pháp thân, nguyện cầu ngài về tỉnh cảnh không quên ta bà ế độ, hộ trì chúng tôi tiếp tục sự nghiệp của người sư giả Như Lai. Kính nguyện giác linh hòa thượng cõi niết bàn bất diệt, giác linh hòa thượng vân du tự tại, thân xác phàm trần xin an nghỉ cùng đất mẹ thiên thu. Nam mô đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa hồi quy bản vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể hội chúng, ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa tôn sư muôn kiếp khó đáp đền. Một đời người, ngài đã là bậc thầy tận tụy chăm lo sứ mệnh tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Ngoài việc đảm nhiệm công tác Phật sự bên ngoài một cách thấu đáo, thì việc tiếp độ dạy bảo hàng môn hạ đệ tử cũng rất ân cần. Giờ con kính mời Thượng tọa Thích Giác Tâm là trưởng tử của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, thay mặt cho môn đồ pháp quyến có đôi lời cảm niệm dâng lên tôn sư. Giờ này toàn thể môn đồ pháp quý đồng quỳ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Thành, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai. Ngưỡng bái bạch Đức Hòa Thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Kính bạch Hòa Thượng Thích Từ Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai. Kính bạch Hòa Thượng Thích Tông Đạt, Chứng minh ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Thành, Chứng minh ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Kính bạch Hòa Thượng Thích Tâm Tường, Chứng minh ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Kính bạch Hòa Thượng Thích Thanh Liên, Chứng minh ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai. Kính bạch Thượng tọa Thích Tâm Mạng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai. Kính bạch Hòa Thượng Thích Thanh Tân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Hòa Thượng Thích Chúc Thọ, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định, cùng chư tôn thiền đức thành viên ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh, chư tôn đức đại diện các ban trị sự các tỉnh thành đã đến trong buổi lễ truy niệm Hòa Thượng Bổn Sư của chúng con. Kính thưa quý vị lãnh đạo chánh quyền, ông Hồ Hải Tần, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, ông Đinh Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng chư vị lãnh đạo chánh quyền các cấp, kính thưa toàn thể quý Phật tử xa gần. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, chư tôn ni trong ban tổ chức tăng lễ,
Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng trụ trì các tự viện tịnh xá, tịnh thất niệm Phật đường trong và ngoài tỉnh. Kính thưa quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp, kính thưa quý vị quan khách, quý cư sĩ Phật tử hiện diện trong buổi lễ cung tống Kim Quang hôm nay. Kính bạch Giác Linh Ân Sư Thùy Từ Chứng Giám, kính bạch quý ngài, trong giây phút mà khoảnh khắc sẽ đi vào thiên thu này, trước khi cung tấn cung tiễn Kim Quang Ân Sư của chúng con nhập bảo tháp tại tổ đình Quan Âm, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, nơi an nghỉ cuối cùng trên trần thế của Ân Sư chúng con, có trưởng lão hòa thượng Thượng Từ Hạ Hương. Môn nhân pháp quyến chúng con xin đê đầu thành kính đảnh lễ chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, chư tôn đức ni. Xin chân thành tri ân quý quan khách và toàn thể quý Phật tử gần xa, quý ngài và quý vị đã đến nghĩ đến đạo tình thấm thiết, chấn tích quan lâm đến chùa Bửu Nghiêm tiễn đưa ân sư chúng con vào cõi vô sinh bất diệt. Tình linh sơn cốt nhục của quý ngài đã dành cho ân sư chúng con. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm, xin thành tâm kính chúc quý ngài pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý lực vị, trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con xin phép quý ngài cho chúng con có đôi lời hoài niệm trước Giác Linh ân sư của chúng con. Kính bạch Giác Linh thầy. Huynh đệ, anh em chúng con, có người sống với thầy nhiều năm, có người sống với thầy thời gian ngắn, rồi thầy gửi đi học xa chùa, nhưng tất cả huynh đệ chúng con đều cảm nhận một điều: đứa đệ tử hư hỏng khó dạy lại là người thầy thương nhất. Một câu chuyện mà chúng con còn nhớ, một sư em khi còn nhỏ có tật hay lấy tiền thầy. Chúng con bực quá lên thưa để thầy dạy dỗ, thầy nghiêm nét mặt quở trách: tụi con không biết thương nhau, hễ có chuyện gì một chút là mét thầy. Thầy mất tiền đâu có sao, nó còn tu là quý rồi, đi xuống đi. Khi làm trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, chỉ khi hết tiền, chứ còn tiền khi ký giấy xin làm chùa mới, thầy luôn cho tiền các thầy, các sư cô. Con cầm tiền về mua xi măng xây chùa đi, khi 5 triệu, khi 10 triệu, ít nhất cũng được vài 3 triệu. Thầy không nặng nề về tông phong môn phái. Những năm thầy làm trưởng ban trị sự, thầy luôn bổ nhiệm các thầy, các sư cô không phải là đệ tử mình về trụ trì các chùa do ban hộ tự điều hành hoặc bỏ trống. Thầy luôn xây dựng giáo hội và đóng góp hết sức mình cho giáo hội mỗi ngày ổn định phát triển. Có lần nghe một vài ý kiến nói rằng tụi tôi sống không tham gia giáo hội, không cần giáo hội, vẫn sống tốt, khỏe re, có sao đâu. Chúng con thưa lại với thầy, thầy nói: có những người lo toan gánh vác công việc cho giáo hội thì mấy vị đó đứng bên ngoài mới khỏe được. Thầy sống giản dị, khiêm cung, nhường nhịn. Chúng con còn nhớ, người xin tiền có sư bà từ Quy Nhơn lên Gia Lai thăm hoặc Phật sự, nếu có dịp đi xe chung thì thầy nhường sư bà ngồi ghế trước và thầy ngồi ghế sau. Thầy nói rằng sư bà già rồi, ngồi ghế sau dòng lắc lắm, vân vân. Hôm nay tuy sắc thân của thầy không còn nữa, nhưng pháp âm và đạo hạnh của thầy vẫn mãi mãi khắc sâu trong ký ức của chúng con. Chúng con nguyện tiếp tục sự nghiệp của thầy, đoàn kết hòa hợp một lòng yêu thương nhau, noi gương thầy đóng góp sức mình vào công việc Phật sự chung của giáo hội, của tỉnh nhà, đã làm ích đạo lợi đời. Chúng con đê đầu đảnh lễ năm vóc sát đất, kính nguyện Giác Linh thầy cao đăng Phật quốc, hồi nhập ta bà hóa độ quần sanh.
Trước lúc giả từ ngàn thu vĩnh biệt, chúng con kính thành đưa tiễn giác linh ân sư đi vào cõi tịch tịnh niết bàn và cung tiễn nhục thân thầy nhập bảo tháp tại tổ đình Quan Âm, nơi an nghỉ hồng trần cõi tạm. Chúng con nguyện mãi mãi y giáo phụng hành lời thầy dạy. Chúng con chí thành đảnh lễ ngưỡng nguyện giác linh ân sư tùy từ chứng giám. Trong thời gian thầy lâm bệnh, chúng con cảm xúc có lời thơ cõi tùng rung chuyển. Thầy nằm ngửa mặt trăng sao, thiền môn chúng đệ ra vào hỏi thăm. Tuổi thầy tuổi đã gần trăm, chuyến xe định mệnh xa xăm cuối trời. Yêu thương đệ tử một đời, truyền trao giới pháp mỗi thời mọi nơi. Bây giờ thuyền chuẩn ra khơi, tiếng chuông tiếng mõ núi đồi vang ngân. Gần thế kỷ cõi hồng trần, công phu khuya sớm tĩnh tâm ngồi thiền. Thầy tôi có nụ cười hiền, tâm luôn hỷ xả an nhiên tháng ngày. Ấp đầy kỷ niệm còn đây, thiền môn tịch lặng bóng thầy khuất xa. Xin thành kính vĩnh biệt ân sư, bậc thầy khả kính của toàn thể môn đồ pháp quyến chúng con. Nhưng tâm đảnh lễ Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thầm Tam Thế Bảo Nghiêm Đường Thượng, Huy Thượng Nhật Hạ Sanh, Tự Từ Hương Hiệu Chánh Nhân Trường Lão Hòa Thượng, giác linh ân sư thì từ chứng giám. Tam mê bái, người đi rủ áo trời không, thiên thu thầm gửi trăng sao ngậm ngùi. Cung kính bái bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể hội chúng, và giờ này là lời cảm tạ của ban tổ chức. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Quang Phúc, phó ban tổ chức tang lễ trụ trì chùa Bửu Nghiêm, cung đọc lời cảm tạ. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý vị quan khách, quý vị đạo hữu Phật tử, chúng tôi xin thay lời ban tổ chức tuyên đọc lời cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm trung ương, kính bạch chư tôn giáo phẩm các tỉnh thành, kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa quý vị đại biểu đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể tỉnh Gia Lai, thành phố Pleiku, huyện thị xã. Thưa toàn thể đồng bào Phật tử, trong không khí trang nghiêm long trọng buổi lễ cung tống kim quan của hòa thượng viện chủ chùa Bổn Nghiêm đăng long xa nhập bảo tháp, cũng như suốt những ngày diễn ra tang lễ tại bổn tự, chư tôn đức và quý vị đã thể hiện tình nghĩa đạo đời vô cùng sâu đậm và thân thiết. Chư tôn giáo phẩm hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni đã không quản ngại tuổi nhà sức yếu, đường xá xa xôi, quang lâm về chùa Bổn Nghiêm chứng minh hộ niệm và cầu nguyện giác linh cố hòa thượng cao đăng Phật quốc. Quý vị khách quý đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh Gia Lai, thành phố Pleiku và địa phương đã đến đặt vòng hoa, phúng điếu, tưởng niệm, gửi điện thư chia buồn. Chư tôn đức tăng ni trú trì, các ban hộ tự cùng thiền nam tín nữ các chùa, tịnh xá, niệm Phật đường trong và ngoài tỉnh đã về phúng viếng, gửi điện thư phân ưu.
Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ Ban Tôn giáo, Ủy ban Nhân dân phường Diên Hồng đã giúp đỡ để tang lễ được tiến hành trang nghiêm, an ninh trật tự. Thay mặt ban tổ chức tang lễ, môn đồ hiếu quyến, chúng tôi chân thành tri ân Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các ban viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, ban kinh tế tài chính Trung ương, ban văn hóa Trung ương, viện nghiên cứu Phật học, phân ban Hoằng pháp thân thiếu nhi Phật tử Trung ương, phân ban thân thiếu nhi Phật tử Trung ương, ban trị sự các tỉnh thành, quý vị ủy viên ban trị sự trường trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai, các ban ngành trực thuộc ban trị sự tỉnh Gia Lai, các ban trị sự huyện thị, chư huynh đệ tỷ muội khóa ba trường cao cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, trường trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng, ban tôn giáo chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, sở nội vụ ban tôn giáo tỉnh, công an tỉnh, thành phố, phường sở tại, chư tôn đức tăng ni trong và ngoài tỉnh, quý ban hộ tự các chùa, tỉnh xá trong và ngoài tỉnh, ban giám đốc, y bác sĩ bệnh viện tỉnh, thành phố Pleiku, các đơn vị gia đình Phật tử, các cơ quan thông tin truyền thông, thông tấn, báo đài, toàn thể nam nữ Phật tử. Trong thời gian tiến hành tang lễ, mặc dù ban tổ chức đã cố gắng hết sức, nhưng không làm sao tránh khỏi những điều sơ thất. Kính mong chư tôn thiền đức cùng quý vị niệm tình hoan hỷ. Nam mô thường hoan hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Bửu nghiêm từ đây vắng bóng thầy thấp, vợi biết sao đây thầy về cực lạc an. Con ở ta bà thương nhớ thầy. Kính bạch chư tôn tịnh đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị, và giờ này là nghi thức phụng tống kim quang đức trưởng lão hòa thượng. Giờ này chúng con kính thỉnh đại đức Thích Lễ Cần công văn pháp sự đạo tràng điều phối chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức, theo chương trình thì giờ này là lễ phụng tống kim quang nhập bảo tháp. Giờ này đạo tràng chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng Thích Như Trí, hòa thượng Thích Trí Yên, nhị vị chấp lệnh, cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Quảng Xá Phất Trần, cung thỉnh đạo hiệu hòa thượng đạo hiệu Thích Thanh Liên sám chủ nghi thức phụng tống kim quang. Nam mô A Di Đà Phật. Và cung thỉnh chư tôn đức trong ban kinh sư giờ này tề tự với đạo tràng để chuẩn bị cử hành nghi lễ. Chúng con thành kính cung thỉnh đức trưởng lão hòa thượng Chứng Minh cùng chư tôn thiền đức, hội đồng trị sự quan lâm trước linh đài đốt hương tưởng niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ hương định hương dự về hương giải thoát tri kiến hương quang minh vân đài biến pháp giới cúng dường giác linh tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Hương tam đảnh đệ từ lâm thế chân tôn thứ thập tam thế thường nhật hạ sanh tự tự hương hiệu chân nhân trương lão hòa thượng giác linh tam bái.
đồ tam quyến mở đến trước đây tất cả đều quỳ đốt hương mặc niệm. Hương dâng lên nén cúng dường cúi lễ giác linh ba lạy. Tất cả thứ tự lại quỳ một lòng chí thành làm ma lại. Hương sông mà đánh này yeah.
tôi thiết nghĩ rằng tổn sư người từ đâu đến đi về đâu. Đạo lý vô sanh quá nhiệm màu, đến chẳng tàn sanh đi chẳng diệt, đến đi dấu vết khó tìm cầu. Thang ơi, sau khi người đi rồi, tôn phong tôn gỡ lại non sông. Nhưng một đi thiên có ai chênh chành lòng. Sơ mê ca lạ ba lạ lạ. Anh na thay sơ về
Thích Quang Phúc, hiệp toàn thơ đệ tử tăng chúng bốn tự bốn đạo thiện nam tín nữ đại tiêu chúng nhân nhân đăng kiêng yên phụng Phật thiết lễ phụng tông kim quang linh tiền bồ bạch thiết di tôn sư chi khi thơ gia do nguyện quan thu pháp mê lôi hương tịch du du minh nguyệt giả tối cô phàm mê thâm thâm hàng yên trú mê trường ngưỡng đầu sơn di thái tức thông cuồng giác di hà ý ô thượng lai kim quang cứ hỷ chân huy sông thủy tái diên kim nghi cung thân tân tông nam mô sanh tử tự hướng hiệu chánh trưởng trưởng lão hòa thượng giác linh xuất thơ ký tỳ niên trụ thơ cứu thập tam có hạ lạp ngũ thập tam là viên tịch ư tân sửu niên tam nghiệt sơ thất nhật lương thờ tối quy phục nguyện tiêu độ bao trùng xa lỡ khinh an nhập đa bao chi phù đồ đốn chim thủy hiền thác cứu liên chi thượng phẩm lập viên hoa khai tóc chứng vô sanh cao đăng bốc thôi còn sơ tư thứ tâm sử niên tam nguyệt nghệ thập nhất nhật thờ đệ tử chúng đăng hòa nam thượng sơ thân Phật diệt tội chân ni ba li ba đê cầu a cầu a đê đà ra ni đê ni a ya đê 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 ma a ya đê chân lăng gần đê tam ba a li ba đê cầu a cầu a đê đà ra ni đê ni a ya đê 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 ma a ya đê chân lăng gần đê tam ba Nam mô Tát Phật Na Tát Ca Na Phật Lo Di Đà Phật.
sáng nay. Kính bạch Giác Linh Hòa Thượng, quê Tây chung nghỉ ngơi, hạt vàng cất cánh phường ơi, huyện thân gửi lại nơi trần thế tiền biệt, hôm nay có mấy
Kính bạch Giác Linh Hòa Thượng, đường trước thân thang xin thưa Hòa Thượng chứng minh cho. Tôi xin hỏi Hòa Thượng thế nào là đường thước thân thăng đại đạo thanh bình? Tất cả nơi nào chỗ nào cũng là nơi chỗ tịnh độ bình an. Kính thưa Hòa Thượng, chúng tôi đã nghe rồi, biết rồi. Giờ này xin mời Hòa Thượng cùng giờ một bước để đi ra đường này, ngã phát trần hiển hóa tịnh thân tâm, ngũ trược chúng sanh trưởng pháp âm, tứ đại hòa lai vô bồn sư hạ thổ rồi cùng phải tan thân. Nhất Phật trần ai vô biên phiền nào đoạn, nhị Phật trần ai tội nghiệp chương tiêu trừ, tam Phật trần ai cầu giác linh thượng phẩm. A Di Đà Phật, mời Hòa Thượng sám chỗ tuyên kệ cung thỉnh. Kim quang lên xe đến nơi an nghỉ cuối cùng. Việc rồi kính thỉnh Hòa Thượng chứng minh Pháp trần về lại phương trưởng an nghỉ. Xin mời quý vị âm ca là chấp lệnh âm công thứ tự đi vào và làm lễ bái quan. Xin mời tăng chủ triệt linh sàng, xin nhờ âm công đưa kim quang lên xe tăng. Hiếu đồ Phật tử đi sau xe tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng thỉnh tất cả trong môn đồ hiếu quyến, giờ này chúng ta cùng thỉnh là Di Ảnh và cũng như Long Vị ra phía trước. Chúng con thành kính cùng thỉnh ban cung nghinh đi trước
ban chấp lệnh 1 và ban chấp lệnh 2, ban chứng minh và hòa thượng Phất Trần, ban kinh sư, hòa thượng sám chủ, ban nhạc lễ và ban di ảnh tới di kim quang, chư tăng ni, môn đồ pháp quyến và Phật tử. Đó là chư lộ trình di kim quang. Xin mời chư tôn thiền đức cũng như tất cả quý vị di kim ảnh và di bài vị của chư tôn đức của hòa thượng đứng vào vị trí để chuẩn bị đội âm công vô làm lễ di kim quang. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin cung thỉnh ban cung nghinh, hai là ban chấp lệnh 1 và ban chấp lệnh 2, ba là ban chứng minh, bốn là hòa thượng Phất Trần, năm là ban kinh sư, sáu là hòa thượng sám chủ, bảy là ban nhạc lễ, tám là ban di ảnh, chín là di kim quang, 10 là chư tăng ni, 11 là môn đồ hiếu quyến, 12 là Phật tử. Nam mô A Di Đà Yeah.
giận